Ngọc Bình mến chào tất cả quý vị các bạn. Vâng, xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và chuẩn nguồn nhất về tập đoàn công nghệ giao thông thông minh, tập đoàn Evisky Trinh Technology hiện nay đã bước sang quá trình thương mại. Vâng, như thường lệ, nếu quý vị và các bạn yêu mến Ngọc Bình thì không quên hãy đăng ký kênh YouTube cũng như là chia sẻ đường link YouTube này để chúng ta cùng nhau lan tỏa giá trị tốt đẹp của công nghệ Evisky Trinh Technology. Ngày hôm nay Ngọc Bình cung cấp cho quý vị hai thông tin trên trang Evisky Transport. Thông tin đầu tiên, vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, đội ngũ Evisky Transport chúc mừng tất cả người Hồi giáo nhân dịp bắt đầu tháng thánh Ramadan. Theo tinh thần của tháng Ramadan, cầu mong bạn tìm thấy sức mạnh trong những khoảnh khắc thử thách, lòng biết ơn trong những khoảnh khắc dồi dào và niềm vui trong những khoảnh khắc bên nhau. Khi bạn quan sát tháng đặc biệt này, chúng tôi hy vọng nó mang lại cho bạn ý thức mới về mục đích và làm sâu sắc thêm mối liên hệ của bạn với những người xung quanh. Cầu mong tháng này tràn ngập phước lành và cầu mong bạn cùng gia đình trải nghiệm vẻ đẹp của mùa này. Vâng, thưa quý vị, thì các nước Hồi giáo thì chúng ta được biết là có một tháng gọi là tháng Ramadan. Và tháng này thì những người theo đạo Hồi họ sẽ có thể có những cuộc hành hương về thánh địa để có được một tháng cầu mong cho sức khỏe an lành. Như Ngọc Bình được biết thì những người Hồi giáo trong tháng Ramadan này họ sẽ dùng bữa trong một ngày, dùng bữa sáng trước khi mặt trời mọc, có thể dùng thức ăn, đồ uống, và trong cả một ngày thì họ sẽ không được sử dụng thức ăn, đồ uống, và chỉ hết một ngày khi mặt trời lặn thì họ mới tiếp tục được sử dụng đồ uống và thức ăn của họ. Và đây là một cái phong tục, một cái tháng gọi là thánh lễ Ramadan của những người Hồi giáo. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng cập nhật một bài viết ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3. Những vị khách đến từ Nepal gặp gỡ tương lai giao thông vận tải khi đến thăm Evisky Transport. Ngày nay, nhiều quốc gia và công ty đang tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện hệ thống giao thông của họ và đảm bảo sự phát triển bền vững cho những hệ thống này. Trong bối cảnh đó, một phái đoàn từ Nepal đã đến thăm văn phòng Evisky Transport, công ty hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới giao thông, để khám phá các cơ hội hợp tác và triển khai các công nghệ đột phá ở quê nhà. Chuyến thăm của phái đoàn là cơ hội tuyệt vời để cả hai bên thảo luận về nhu cầu vận tải cụ thể của Nepal và đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp. Đối với Nepal, một quốc gia có địa hình khó khăn và các lựa chọn giao thông hạn chế, những đổi mới như công nghệ cơ sở tầng và giao thông Evisky có thể mang tính cách mạng. Hợp tác giữa Nepal và Evisky Transport có thể cải thiện cơ sở tầng giao thông của đất nước, đồng thời tạo ra việc làm mới, phát triển tài năng, khoa học và kỹ thuật cũng như là tăng cường quan hệ đối tác. Nhìn chung, chuyến thăm của phái đoàn Nepal tới Evisky Transport là một bước quan trọng hướng tới phát triển cơ sở tầng và giao thông và cải thiện chất lượng cuộc sống trong nước. Nó đã mang lại cơ hội duy nhất để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm. Đây là yếu tố then chốt để thực hiện thành công đổi mới công nghệ. Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ mang lại kết quả thuận lợi và trở thành tấm gương cho các quốc gia khác đang tìm cách hiện đại hóa hệ thống giao thông của mình. Vâng, đây là những hình ảnh tại buổi làm việc cũng như là chuyến thăm của các vị khách đến từ Nepal tại trung tâm Evisky Sara. Hình ảnh đầu tiên chúng ta thấy một buổi làm việc bắt đầu được giới thiệu bằng các giải pháp sáng tạo do Evisky Transport cung cấp. Hình ảnh này trong văn phòng Evisky, trong ngôi nhà gỗ duy nhất tại Sara. Và đây là mô hình Evisky, thành phố tuyến tính với 5 tuyến Evisky đang hoạt động, và các vị khách đã đánh giá rất là cao sự độc đáo và đổi mới của ý tưởng được trình bày. Đại diện của Evisky Transport giới thiệu với khách hàng về niềm tự hào của công ty, đó là UFLEX tốc độ với hệ thống đa phương tiện tích hợp đầy đủ và sức chứa 6 hành khách, có khả năng đạt tới tốc độ 500 km/h. Và không thể thiếu, đây là hình ảnh tại ga hành khách
khách đã được giới thiệu một chiếc UCA nhiệt đới đã được chứng nhận, được thiết kế để di chuyển trong đô thị và liên tỉnh, đồng thời thích nghi với những vùng có khí hậu khô và nhiệt độ có thể lên tới dương 55 độ C. Những vị khách đến từ Nepal thì cũng đã ngồi di chuyển trên chiếc UCA đã được chứng nhận. Vâng, đó là tất cả những thông tin ngày hôm nay Ngọc Bình cung cấp cho quý vị trên trang USCA Chatbot. Nếu quý vị và các bạn thấy những thông tin này hay, hữu ích thì không quên hãy để lại nút like, nút đăng ký kênh và chia sẻ đường link YouTube. Ngọc Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.